Limón. Sí, bota. Ông bài nữa đi chứ, bài lên camera luôn kìa, như cái điện thoại che rồi đó. Đau đúng không? Nhưng mà ra là nhẹ đấy. Chưa, xin được bóp lại lần nữa, xịt này xí xí.
Phường lấy kèm, gửi lấy kèm mà Phương, em lấy kèm đúng không? Dạ mà cái gì? Trời. Xíu không? Thì tối em bôi cây dập sữa nó cũng rớt rồi đấy. Đỡ hơn cái loại chị đưa à, lạ rứa à, thế em bao giảm sân nó hợp hơn à. Xoài nó nhiều tới rồi. Nó mang lên đặt hàng. Tới lấy thì ý là lấy nhá, là lấy bình thường á, lấy dung mì sĩ để chọn lời chứ. Mấy phút rồi hả? Còn lại à?
mình nói cháo rồi rồi đó hả? Không nói gì nữa hả? Chịu ăn gì? Sáng em đi với ngon à? Hay là em đi mình? Huệ ở nhà ngủ. Chị có quà hả? Hả? Ý là chị kêu qua đi. Chị gọi mới qua, chị kêu chị gọi đâu qua. Không bây giờ không ưng nhưng mà chi đâu chỉ cậu với lại ông ở nhà mình á gửi vô cục à, gửi chuyển phát nhanh rồi chị đúng không? Em gửi, ý là bưu điện gửi kèm rồi gửi một tí là 1 triệu 2. Khoan anh gửi bưu điện đúng không? Anh gửi bưu điện là không biết có gửi được không nhé. Tại vì cái hàng của mình là bữa trước em đi gửi một lần rồi là không được. Nó kêu là 50-50, một mắt hai là được. Có nghĩa là do cái gì không có chứng như nhãn mác hay là chứng nhận sản phẩm hay chi hết kìa. Nó khó đi lắm nha, anh hỏi cho kỹ nghe. Rồi hỏi cho kỹ đi Phương chứ không mất công lấy. Em có anh một địa chỉ ở Sài Gòn. Em hay gửi đó nhưng mà phí sẽ cao hơn ngoài bưu điện gấp đôi. Nhưng mà đảm bảo. À mà phí còn gì? Theo kỹ. Một kỹ mấy? Em hồi em hỏi cho. Có nghĩa mình gửi từ đây qua Sài Gòn họ nhận họ gửi đi mình á. Mình chuyển khoản cho họ. Nói chung đợt này chắc khó. Bưu điện không được đâu anh. Bưu điện không được 100% luôn á. Hồi nữa em ra mà họ cầm một kem họ kêu mà em gửi sang Nhật hay là Malaysia mà Phương gửi đi Mỹ chắc khó đó, không được đâu. Tại ai xách tay được? Mà là bữa nay đâu có ai bay được đâu mà xách tay. Để đi em nhắn tin anh lúc hỏi cho. Sao có đi hàng? Chứ không rồi hẳn lấy Phương. Chứ mất công. Là em khuyên anh không nên đưa ra rồi đó. Tại em đưa ra là nên chết rồi. Rồi được rồi đấy hả?
Mm-hmm.